Ha
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một lượt chia sẻ lên Facebook và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình ra những video tiếp theo hay hơn. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.